Người niệm Phật dù bản thân không thấy được ánh sáng phát ra, nhưng người cõi âm như ma, quỷ thần đều nhìn thấy. Càng thuần thành niệm Phật thì ánh sáng càng lớn, bởi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là danh hiệu ánh sáng. Mà quái ác quỷ sẽ không thể quấy phá người niệm Phật được, vì luôn có ánh sáng Phật A Di Đà nhiếp thủ. Người niệm Phật ở đâu chỗ đó sẽ yên ổn, cõi âm cũng được hưởng lợi ích từ Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta là người niệm Phật, mỗi ngày đều niệm Phật, chẳng khác nào làm siêu độ. Không nhất định là phải tháng 7 hàng năm mới làm siêu độ. Chúng ta niệm Phật, công đức sức mạnh của Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên sẽ siêu độ cho tổ tiên của chúng ta, che chở cho con cháu của chúng ta, hóa giải oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Bởi vì những oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp theo bên cạnh của chúng ta cũng thường nghe được chúng ta niệm Phật.